sao con lại ra đây? Có chuyện gì à? À không, con đi lấy nước cho Khanh thôi. Chí đâu? Sao mẹ không thấy nó? Con gọi cho anh Chí, anh ấy bảo anh ấy bận. Con chả biết nói cái gì nữa. Trước khi vào phẫu thuật, Mầm nó nhắc bác Chí suốt. Bình thường hai bác cháu quấn quýt với nhau là thế. Thế mà đến lúc thập tử nhất sinh như thế này thì lại chả thấy bác ấy đâu. Thôi con đừng trách anh nó. Có khi anh nó, nó có việc gì bất khả kháng mà nó không thể. Còn việc gì quan trọng hơn việc này nữa hả mẹ? Mẹ nói việc bất khả kháng là việc gì ạ? Con trai mẹ đã cố gắng lắm rồi. Bây giờ là việc của bác sĩ, sự cố gắng của mẹ Mầm. Hai người nằm ở đây là mẹ. Mẹ gánh chịu sự đau đớn mà con phải chịu. Mẹ không phải người mẹ tốt, phải không con? Mẹ xin lỗi. Mẹ cũng không bao giờ mong con tha thứ. Vì mẹ đáng mẹ như vậy. Chị vẫn giận mẹ à? Vì chị nghĩ mẹ bỏ rơi các con à? Bà có thấy con tôi đâu không? Nếu bà thấy con tôi hay biết gì đó, tôi xin bà đấy hãy cho tôi biết. Nó bị bắt đi mất rồi. Các người giấu thằng bé ở đâu? À, cùng lắm là tôi chết, tôi để ông chết chung. Cũng được, nhưng con mày thì ai cứu? Tao không giữ con mày, nhưng tao tìm được nó phút mốt. Biết là mày đừng báo công an. Mày biết điều, tao không tiếc mày cái gì cả. Tao muốn gì? Một việc đơn giản thôi. Tao không muốn tay tao dính máu. Mày đưa thằng Chí về đây, dùng búa đập nát chân nó. Tao muốn cả đời nó phải ngồi xe lăn giống tao. Cái chân mày cũng do nó còn gì.